Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Hành Tư Vi. Hôm nay Hành để mọi người biết nấu canh cải với cà chua như thế nào. Hành xuống bếp luôn. Cái này Hành rửa rồi như thế nhỉ. Nấm kim châm. Đây là cải. Cà chua. Miếng bột ngọt. Hàng 5 phút nữa cho Hàng để thả kim châm với bắp cải như cả nhà. Cho cải cây vào nó lâu chín mình thả vào trước.
hành cắt hành để lên riêng cái này. Tiêu nữa. Rồi, món của hàng đã chín. Hàng tắt bếp và nhấc xuống nha cả nhà. Mời cả nhà cùng ăn với hàng nha. Để hàng ấp nước. Cái nồi súp này, nồi canh này giống hệt là mì cay vậy đó cả nhà. Chua chua. Chua chua là nhà mình để cà chua cả nhà. Còn có ớt nữa nè. Chua chua cay cay ớt. Mình có tiêu nữa. Cái này để mì vô là giống hệt mì cay luôn á cả nhà. Nấm vừa thấy vừa ăn ngon quá ơi. Đây là kim châm. Nấm kim châm nha cả nhà. Dừng. Nấm kim châm ăn độ giòn đúng cả nhà. Có độ giòn. Cả nhà ơi, giống hết vị cay luôn. Video của Hằng đến đây kết thúc. Mời cả nhà đón xem video tiếp theo của Hằng nha. Tạm biệt cả nhà. Bye bye.